Tập 28. Nitena, dễ giống thật đấy. Đại tá Aoki, ngài ngẩng đầu lên đi. Ông đang làm gì thế? Đại tá các hạ, đây đây, cách nơi đồn trú của tân tướng quân không xa lắm. Liệu có nguy hiểm hay không? Kể từ khi tôi chiếm được Hoàng An Thành, đám người Trung Quốc đó cũng bị dọa chết sợ rồi. Làm gì có gan đánh lén tôi? Phải, ngài nói đúng. Từ từ thôi. Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, anh tới rồi, anh không sao chứ? Một con cá lớn như vậy sao tôi có thể không tới được? Đưa ống nhòm cho tôi. Anh xem, ở bên cạnh tảng đá lớn trên núi đấy. Người Nhật đang làm gì ở đó vậy? Đặt bảng đặt giá gì đó, khua tay múa chân gì vậy? Tôi nghe một chiến sĩ nói, thứ đó là giá vẽ tranh. Nói là đang vẽ tranh cho tên người Nhật đó. Vẽ tranh? Vẽ tranh để thờ à? Trung đoàn trưởng, tên người Nhật đó tên là Aoki, là đại đội trưởng của đồn trú Hồng An. Kẻ này vô cùng ngang ngược, không hề sợ chúng ta chút nào. Đúng là hung hăng mà. Sao biết hắn là Aoki? Trên truyền đơn mà máy bay Nhật rải xuống có hình của tên khốn đó, cả bộ râu lẫn thân. Nghiêng về bên trái, từ từ thôi. Sang trái một chút. Được rồi. Đưa ống dầm cho tôi. Được rồi. Giờ tôi đứng lên. Trung đoàn trưởng đã sẵn sàng rồi. Cho đạn vào. Có chuyện gì vậy? Bao đắp đi. Bắn trúng rồi. Trung đoàn trưởng, bắn trúng rồi. Tốt quá. Mau ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Đại tá các hạ. 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 Gà Aoki, tôi chết mà vẫn vinh quang. Quả không hổ là chiến thần vĩ đại nhất của dân tộc Đại Hòa chúng ta. Trung đoàn trưởng, anh đỉnh thật đó. Hai phát pháo cối mà bắn chết một đại đội trưởng kia. Giờ học hỏi đi, bắt giặc phải bắt vua trước. Trung đoàn trưởng, lần này đúng là trước được cục tức cho chúng ta. Aoki này từng khiến cho Lưu Đồng La khổ sở một trận. Lưu Đồng La chỉ hận không thể xé xác hắn thôi. Lần này cuối cùng cũng bị tôi giết chết. Lần này Đồng La về, tôi phải cười anh ta một trận mới được. Được rồi, vậy là tốt. Rút thôi. Các đồng chí, rút. Dậy lên, thu dọn đồ đạc. Dậy lên. Dậy thôi. Cẩn thận.
Lưu Đồng La, gọn cỡ nào đã thổi anh tới đây vậy? Ta tự tưởng và anh làm sao vậy? Tôi già mà cũng không biết luôn. Có tâm sự gì? Công là người Bình, là người Bình. Tới chỗ Tuệ Bình còn không phải là đi về nhà mình rồi hay sao? Tên tiểu tử và anh cũng có giả hứng quá. Tự chơi cờ với mình sao? Nhìn anh thế này, định sống cuộc sống ẩn sĩ hay sao? Đừng nhắc nữa. Còn không phải tại lần trước ở Hoàng An không thể rút lui đúng theo thời gian dự định, mới khiến cấp trên mới của chúng tôi không hài lòng, mới đình chức tôi hay sao? Thôi thì cũng nhân cơ hội để mà nghỉ ngơi luôn. Tiểu tử và anh cũng giống như tôi vậy, trời sinh ra thì đi ngược với mọi người. Ai làm cấp trên của chúng ta thì người đó phải đau đầu. Đại ca, nói đi. Con người anh không có chuyện gì thì đâu tới tìm ai? Anh tìm tôi có chuyện gì? Khách quý đến nhà thế này, có thế nào thì anh cũng phải thể hiện chút thành ý chứ. Uống rượu trước đi rồi nói. Được, mang bình rượu tốt nhất của tôi lên đây cho đại ca đi. Rõ. Chị, vậy thôi, ai bảo em dạy lung tung chứ. Vậy thì hay rồi, vết thương lại trở nặng nữa. Chị, em nói chị nghe, chuyến này em đi đáng lắm. Chị có biết hôm nay em đã giết được ai không? Quân thần Nhật Bản. Đáng sao? Tôi có thể vào được không? Được, vào đi. Em ngồi yên đó cho chị. Ngồi xuống. Jessica, người ta dùng phương thức của người Nhật để mà chăm sóc em đấy. Chỗ này giữ lại cho cô. Được. Trung đoàn trưởng Phương, giờ tôi sẽ dùng nước thuốc để xong vết thương cho anh. Đợi nó nguội rồi tôi sẽ dùng để lau người cho anh. Cảm ơn cô. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Tuệ Bình, chúng ta đã bao lâu không ra nước nhà cùng với nhau rồi vậy? Nhiều năm lắm rồi. Với lúc còn nhỏ, có lần anh còn tập dỡ hết cả gạch trên mái nhà tôi nữa. Lần đó hãy bị cha tôi mắng cho một trận. Hồi nhỏ tôi chịu đòn hộ anh không ít đâu. Vậy có lần nào anh bị đánh ở ngoài mà không phải tôi đi rút giận giúp anh sao? Anh còn nói nữa sao? Lần nào đánh người xong anh cũng chạy biến đi, sau cùng cũng lại là cha tôi và tôi tới nhà người ta xin lỗi. Đào, Đào, Tuệ Bình, lần này trưởng quan của anh cách chức anh, anh thực sự cam tâm như vậy sao? Làm vậy không giống anh chút nào. Cốt khí, có cốt khí thì có ích lợi gì chứ? Quân đội không giống với quan trường. Tôi còn tưởng mình sẽ không cần phải nịnh đọt ai, đấu đá với ai nữa. Ai nấy đều là hảo hán mạnh mẽ hơn người. Thật không ngờ, đó là quốc dân đảng các anh thôi. Đảng Cộng sản chúng tôi không có loại như vậy đâu. Có lẽ là vậy. Ý anh là sao? Không có gì. Bọn họ cách chức anh, thật sự chỉ vì anh rút lui không kịp thời thôi sao? Có lẽ là vì tôi không hiểu gì về chính trị thôi. Quân dân chúng ta cần gì phải am hiểu về chính trị? Đội bộ quốc dân đảng các anh cứ thích đấu đá như vậy. Anh đi đánh giận có gì là sai chứ? Thế này cũng thành nguyên nhân cách chức anh được sao? Hơn nữa, trước đây không phải Tưởng Chí Thạch từng nói là phải cùng giao kháng Nhật sao? Bọn họ làm vậy không sợ Tưởng Chí Thạch điều tra à? Lẽ nào là Tưởng Chí Thạch không đồng ý sao? Thôi bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa. Đại ca, uống rượu đi.
Trung đoàn trưởng Phương, tôi thoa thuốc giúp anh. Đau lắm sao? Không đau. Cô tiếp tục đi. Tôi cố gắng làm thật nhẹ tay. Loại thuốc này cũng có tác dụng quá chứ. Cái này anh phải thử thì mới biết được. Tôi biết là thoa thuốc này rất đau. Anh cố chịu đi. Tôi không sao. Anh toát mồ hôi rồi kìa. Để tôi lau cho. Không cần đâu. Tôi trang bị vũ khí của chúng tôi có hơi kém một chút, nhưng tình người thì không bao giờ thiếu. Anh mà qua đây, có ba anh em ta ở đó, phải nói là thiên hạ du địch luôn. Sao đây? Hôm nay anh tới là để sách phản tôi đấy à? Tôi đang chỉ đường dẫn lối cho anh. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết. Nói đi. Đêm nay quý nhân rốt cuộc có hành động gì? Hành động của chúng tôi là vào ngày mai. Tối nay tôi chỉ muốn tới tìm anh, mượn vũ khí chút thôi. Cần một thứ gì? Một khẩu súng máy, hai khẩu súng thương phong, 10 khẩu súng trường. Cứ bình tĩnh nào. Số vũ khí này là bên anh biên chế cho một tiểu đội phải không? Cũng cần thế. Cứ theo tiêu chuẩn này mà trang bị cho một trung đội giúp tôi. Độc La, anh nói gì cơ? Sao vậy? Cũng đâu có gì đâu. Lưu Đồng La, anh cũng tham lam quá rồi. Anh tưởng tôi là người quản lý kho vũ khí sao? Anh không phải là thiếu tướng lữ đoàn trưởng sao? Chút vũ khí này có đáng gì? Anh cần nhiều trang bị như vậy làm gì? Tất nhiên là để đánh giặc. Lẽ nào quý dân muốn đoạt lại Hoàng An Thành? Đây là cơ mật quân sự, không thể nói cho anh được. Nếu như những gì anh nói thật sự có lý, nói không chừng tôi sẽ đồng ý giúp anh lần này. Gia sư cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không chờ cô đắp thuốc cho tôi cũng không thể nhanh khỏi như vậy. Trung đoàn trưởng Phương, anh được khách sáo. Vết thương của tôi cũng sắp lành rồi. Đã xong chưa? Xong rồi. Vậy được, cảm ơn cô. Vậy tôi ra ngoài trước. Cô gái người Nhật xinh đẹp thật đấy. Vừa dịu dàng là còn biết chăm sóc người khác nữa. Em là nghĩ cái gì vậy? Chị có thể dịu dàng một chút được không? Chị học người ta đi. Chị mà bằng nửa cô ấy, Lưu Đồng La sớm đã lấy chị rồi. Cần em phải lo cho chị sao? Là em lo cho chị hay chị phải lo cho em đây? Em... Vậy được, nhưng anh phải đồng ý với tôi hai chuyện. Anh cứ nói. Thứ nhất, các anh không được mặc quân phục của Tân tướng quân, không được để lộ phiên hiệu của mình. Được. Thứ hai, trận chiến này phải do tôi chỉ huy. Các anh phải nghe lời tôi. Không được, lần hành động này là do tôi dẫn binh, chủ ý cũng là của tôi. Anh phải nghe tôi.
Chính là vì người của anh, chủ ý của anh mới để tôi chỉ huy trận chiến này. Bởi vì con người anh quá lỗ mãng, tôi không yên tâm. Thôi được, nghe anh cả, vậy được chưa? Vậy thì khi nào anh sẽ mang trang bị vũ khí qua? Mang qua cái đổi gì? Đồng La, giờ tôi đã bị định trước rồi, làm gì có quyền cho anh trang bị chứ? Đới tụi mình, anh chơi tôi sao? Nhưng mà tôi có thể đưa anh đi cướp. Cướp? Tên tiểu tử nhà anh không làm thổ phỉ thật uổng phí. Tiểu lục tử, báo cáo. Sao lại tới đây? Sư đồ trưởng Lý bảo tôi ra ngoài rèn luyện. Giao hàng. Rõ. Lưu Đồng La, cái này mà anh gọi là một trung đội sao? Tôi đếm sơ cũng đủ một tiểu đoàn rồi. Đoàn độc lập các anh là một sư đoàn sao? Anh cũng làm tới lữ đoàn trưởng rồi, tôi đâu thể thua kém được, đúng không? Người của anh đâu? Sắp tới rồi. Tới rồi kìa. Công. Đại ca, cho người vào lấy súng đi. Đi, lấy súng đi. Rõ. Lữ đồn trưởng, anh đang làm gì vậy? Tôi chỉ là muốn giành lấy thêm cơ hội để mà đánh giặc thôi. Chuyện ngày hôm nay nhớ là phải giữ kín, không được để bất cứ ai biết được. Rõ. Nếu như có người hỏi thì nói tôi về quê tế tổ, 3 ngày nữa sẽ về. Tôi biết rồi. Trang bị của các anh không tệ đấy. Liên phó quan cũng có xe hơi luôn sao? Đừng nói chuyện khác nữa, tôi đã cho anh mượn súng rồi. Quan quản nghe theo kế hoạch tác chiến của tôi, không thành vấn đề. Anh cầm chìa khóa đi, lát nữa trực tiếp mở cửa lớn xông vào. Ở đó có chừng một tiểu đội canh chừng, doanh phòng ở dưới tường Đông Thành có khoảng 4 vệ binh. Vậy còn anh? Tôi không tiện lộ mặt. Tất nhiên là ở đây đợi anh rồi. Tên tiểu tử nhà anh coi tôi là thuộc hạ của mình thật sao? Được rồi, mau hành động đi, trời sắp sáng rồi đó. Rõ. Thưa lữ đoàn trưởng. Nói các anh em của anh đừng có giết người đấy. Đi thôi. Nhanh lên. Cũng nhiều đồ quá. Mở thùng ra xem nào. Đúng là đồ tốt. Quả là không ít. Không dùng đó để đánh giật thì lãng phí quá rồi. Công, trung đoàn trưởng, ai xem, cái này vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Chúng ta lấy bao nhiêu đây? Lấy đạn pháo thì có ích gì? Ngoài đạn pháo này ra thì cứ lấy tối đa. Tất cả nhanh lên, được. Nhanh lên đi. Các đồng chí, ngoài đạn pháo ra chúng ta lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cầm lấy. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
sân bay này hai bên là núi, một bên là nước. Chỉ có một đường lớn thông ra bên ngoài. Bản đồ. Cũng lên sẹo rồi. Có phải là sắp lành rồi không? Phải. Đỡ hơn rất nhiều rồi. Có phải là cô có tâm sự gì không? Không có. Không có gì đâu. Không đúng. Nhất định là cô đã có tâm sự. Có phải là có ai nói gì không hay ho không? Nói tôi biết đi. Không có. Mọi người đều rất tốt với tôi. Thật sao? Nếu có người nào ức hiếp cô thì cứ nói với tôi, tôi xử lý hắn. Dù hiện tại tôi bị thương nhưng tôi vẫn xử được hắn. Này, em định xử lý ai vậy? Chị Trung đoàn trưởng Phương, tôi ra ngoài đây. Chị nói em nghe, công tử có nói thế nào thì cô ấy cũng là người ngoài. Em nói năng nên cẩn thận một chút. Được. Đến giờ tiêm rồi. Chị, sau này có thể tìm một y tá nam tiêm cho em được không? Chị xem, em là sợ xấu hổ hay là sợ đau? Em là sợ đau sao? Không sợ đau thì xoay người lại. Chị, chị dịu dàng một chút đi. Đau, phải tiêm rồi, không đau chút nào. Chị, nhẹ tay thôi. Chị là chị ruột của em đó. Sao chị dùng lực mạnh thế? Không phải chị ruột, chị sẽ nhẹ tay với em như vậy chắc. Trọng điểm phòng thủ nguyên nhân đều nằm ở hai bên và chân núi của đoạn đường này cả. Còn ở bờ sông thì lại không có cộng sự hay phòng ngự nào hết. Cho nên chúng ta bắt đầu đánh từ bờ sông này. Trưởng quan, mấy chuyện này chúng tôi đều biết cả. Anh cứ phụ trách phân phối nhiệm vụ là được. Khoai Lang, anh dẫn theo trung đội 1 tới bờ sông phát động tấn công, cho đổ về trạm gác đi. Chúng tôi sẽ để lại toàn bộ pháo cối lại cho anh. Đợi sĩ binh của chúng tôi tiến công chuẩn bị rút về thì dùng pháo cối cản chân diện quân của người Nhật. Rõ. Lưu Rồng La, anh dẫn theo trung đội 2 tới phòng ngự ở hai bên con đường này. Một khi chúng tôi tấn công sân bay, người Nhật nhất định sẽ tới chi viện. Đến lúc đó anh sẽ bố trí mai phục sẵn hai bên sân bay, cản đám người Nhật chi viện đó. Tuệ Bình, có phải là anh định dẫn trung đội 3 đi phá hủy sân bay không? Không sai. Trung đội 3 đánh cũng không tệ, nhưng mà như vậy thì khác nào anh đi cướp hết công chứ. Trong đầu anh đang nghĩ mấy cái quái gì vậy? Tôi là đang chịu trách nhiệm toàn cục đấy. Tôi hỏi anh, đêm đó bố phòng ở Hồng An Thành là do ai phụ trách? Kết quả thì sao? Dẫn binh của chúng tôi lại muốn cướp hết công lao của chúng tôi sao? Anh đừng mơ đi. Nghe lệnh của tôi. Khoai Lang, anh tiếp tục dẫn theo trung đội 1 tới bờ sông phụ trách yểm hộ. Được. Trung đội 2 có. Trung đội các anh phụ trách triệt pháo lầu của bọn chúng, đồng thời chặt đứt cầu treo. Rõ. Tiểu lưu đại, anh và trung đội 3 còn cả tôi nữa, chúng ta đi phá sân bay và kho đạn dược của chúng. Được. Nữ trưởng quan, cảm phiền anh đi theo Khoai Lang đánh yểm hộ cho chúng tôi đi. Đúng là một lũ phế vật. Một kho vũ khí cũng không trông chừng nổi. Tôi còn cần anh làm gì? Hút đi. Thuộc hạ vô dụng, xin lữ đoàn trưởng trách phạt. Thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều. Tôi phạt anh giành lại được số vũ khí về cho tôi. Anh có làm được không? Chuyện này được rồi. Cút. Rõ. Trịnh Đức Tài, chuyện đã tới nước này, tức giận thì được gì? Sư đoàn trưởng, chuyện này cũng do thuộc hạ tất trách. Một đám thổ phỉ đã cướp tới kho vũ khí. Anh nghĩ thế nào? Tôi thấy đây không phải là thổ phỉ bình thường. Vào được kho vũ khí của chúng ta, chỉ lấy đi những thứ vừa đủ dùng, lùi tiến hợp lý, không tốn một viên đạn nào, lại lấy được nhiều vũ khí như vậy. Hơn nữa, vị trí của kho vũ khí cũng vô cùng khuất nẻo, người ngoài không thể biết được. Theo như lính canh nói, cửa lớn kho vũ khí không hề có dấu vết bị phá hoại. Hơn nữa thổ phỉ cũng lại đi vào từ cửa lớn. Theo anh thì sao? Không nằm ngoài hai nguyên nhân này. Thứ nhất là tân tứ quân đã đánh lén kho vũ khí của quân ta. Thứ hai, nội bộ quân ta có gián điệp.
Nói hay lắm Trịnh Đức Tài. Chúng ta gặp chuyện, đừng chỉ có biết tức giận mà phải động não nhiều hơn. Rõ, sư đồng trưởng. Bảo đội ngũ của anh thay đổi bố phòng, bảo Đới Tuệ Bình dẫn thêm một tiểu đoàn tới trong trường kho vũ khí. Sư đồng trưởng, Đới Tuệ Bình đã bị đình chức rồi. Bây giờ đã đến lúc khôi phục chức vị cho anh ta. Đi đi. Rõ. Sao rồi? Phía chúng tôi chuẩn bị xong rồi. Lát nữa qua đó thì chỉ đổ kho nhiên liệu trước. Được. Lát nữa cho đổ công sự đó trước cho tôi. Không thành vấn đề. Cầm lấy. Rao điên. Đúng là đồ tốt. Cái này là khi tôi tốt nghiệp học viện Lục Vương, thầy giáo đích thân tặng cho tôi. Anh cho tôi à? Cho mượn thôi. Khi nào về nhất định trả cho tôi. Cho mượn. Giao tay tôi rồi mà còn muốn đòi lại sao? Tên tiểu tử nhà anh. Cầm đi. Về đây. Theo sát vào. Dạ thôi. Đưa súng cho tôi. Đi thôi. Đi thôi. Dạ lên. Đi thôi. Lên.
Đi thôi. Các đồng chí, xông lên. Công, yểm hộ đi. Dậy lên. Lão Ngũ, có. Có cài bơm chỗ máy bay đằng kia, rõ. Tiểu Lâu Đại, có. Dậy lên, được. Dậy lên, chất lên đi. Dậy lên. Chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi. Đi thôi, rút mau. Khoan Lan, yểm hộ nhé. Được. Trưởng Hoa, có. Là số vũ khí mới nhất của người Nhật. Mang nó về đi, rõ. Dậy lên, bắt hết đi. Dậy lên. Rút bao, rút. Rút bao. Mọi người rút bao, dậy lên. Rút. Mở yểm hộ đi, rõ. Khoai Lang. Cứ mặc kệ tôi. Đi thôi. Nhanh. Dậy lên. Đi thôi. Dậy lên. Đại ca, đi tiếp về phía đông là thẳng về căn cứ tàu tướng quân của các anh rồi. Vậy chúng ta từ biệt ở đây. Tuệ Bình, lần này đại ca chỉ huy trận này không tệ. Nếu không có tôi tiếp ứng các anh còn lâu mới thoát được. Được, lần này coi như là tôi đỡ anh. Tôi không phải vì anh đâu. Tôi là vì khẩu râu điên đó của mình. Sợ đó sẽ rơi vào tay người Nhật thôi. Anh còn nhớ nó nữa sao? Trả cho anh đấy. Không gấp. Cái này đợi đánh đuổi hết người Nhật mới trả lại cho tôi cũng không muộn. Hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại. Đi thôi. Đi. Dậy lên.
Bọn họ về rồi kìa. Trung đội trưởng về rồi. Mọi người qua ghen đào. Sư đoàn trưởng, các đồng chí vất vả rồi. Lần này các anh đã triệt được sân bay ở Dương Gia Bình của người Nhật. Trận này đánh quả là đã. Sư đoàn trưởng, cũng chỉ có vài cái máy bay thôi mà, có gì lớn lao đâu. Đúng không công tử? Sư đoàn trưởng, anh là chọc tức tôi nữa rồi. Khoai Lang, cậu bị tiểu lâu đại bị thương rồi, mang cán ra đây. Tới ngay, cẩn thận. Dê lên, giữ nấy lên cán. Đi thôi. Đi. Sư đoàn trưởng, cái mặt này của Khoai Lang là do tiểu lâu đại cứu. Chuyến này tiểu lâu đại tác chiến vô cùng anh dũng, lập được đại công. Tôi nói rồi mà, người Hồng An ai nấy đều rất giỏi, nhất định phải ghi công cho bọn họ mới được. Đồng La, Asabi, nhìn đi, lên kiệu. Tên tiểu tử và anh kiếm được một cái kiệu thật à? Chuyện tôi đã hứa với anh thì tất nhiên phải làm. Người xưa có câu, có công ắt phải được thưởng. Lần này anh đã triệt được sân bay của người Nhật. Cho dù có dùng kiệu lớn 8 người khiêng để rước anh cũng không quá. Đồng La, lần này tôi phục anh thật đấy. Thực sự không tốn một viên đạn nào của sư đoàn độc lập chúng ta. Sư đoàn trưởng, tôi chưa từng ngồi kiệu bao giờ. Cái này là đãi ngộ dành cho đại tiểu thư. Nhưng mà công tử, cái kiệu này có hơi nát thì phải. Có kiệu ngồi là tốt lắm rồi, kén chọn gì nữa. Mấy ngày này đúng là song khỉ lâm môn. Đúng là đáng mừng. Song khỉ lâm môn. Anh chưa biết gì sao? Phương công tử chỉ dùng mấy khẩu pháo cối, mấy phát đạn mà đã giết được tên quân thần của Nhật Bản rồi. Tên tiểu tử và anh đã giết được Aoki. Còn trả được sao? Hơn nữa anh xem, anh ấy bị thương nặng tới vậy mà vẫn lập được đại công. Có bản lĩnh lắm phải không? Ghen tị lắm phải không? Ghen tị. Hiện giờ tên quân thần đó đã tới chỗ tử thần báo danh rồi. Được quá. Tên tiểu tử và anh, công của anh lần này lớn hơn của tôi nhiều. Đào, anh ngồi kiệu đi. Tôi thèm giờ ngồi chắc. Cái này dành cho con gái mà. Anh là thương viên, anh ngồi đi. Phải không anh em? Ngồi đi. Tôi không ngồi đâu. Lên kiệu đi. Tôi không ngồi. Khởi kiệu. Được rồi. Khởi kiệu. Thả tôi xuống đi. Đây là vũ khí mới nhất của người Nhật mà chúng tôi thu được. Đập La, anh lợi hại thật đó. Dạ sư cô, cô qua đây. Có chuyện gì vậy? Qua xem thử đi. Nào, cô xem giúp tôi trên này viết cái gì vậy? Đó là cái gì vậy? Không biết nữa. Là bông lụa mới phải không? Cái này là cá hộp của Nhật Bản chúng tôi. Vũ khí kiểu mới gì chứ? Chỉ là cá hộp thôi. Tốt lắm, có ăn là tốt rồi. Đào Đào, mang nó tới cho các y tá, phát cho các thương viên đi. Đồng La, vậy tôi không có sáo được nhé. Đồng La, cảm ơn. Lấy đi, lấy hết đi. Lữ đội trưởng, nói đi. Tình báo nói đại đội trưởng và người Nhật phái tới sẽ đi ngang con đường này. Các chiến sĩ đã đợi một ngày một đêm luôn rồi, chân cũng mỏi nhừ luôn. Có khi là tình báo là sai không? Tình báo là do tổng bộ Trùng Khánh trực tiếp gửi qua, sao có thể sai được? Rõ. Chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Chuẩn bị chiến đấu. Đánh. Đánh. Đánh.
Đừng bắn nữa. Đừng đổ súng. Là người mình. Dừng bắn. Kiểm tra xem có ai còn sống không. Lục soát thật kỹ vào. Rõ. Còn bên đó thử xem. Trên xe còn ai không? Không có. Báo cáo Lữ đoàn trưởng. Trong xe không có ai. Lữ đoàn trưởng. Lữ đoàn trưởng, anh xem. Trên xe đều là người của chúng ta. Năm ngoái khi bị bắt, tôi từng gặp anh ta. Lữ đoàn trưởng.